Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ không solo squad nữa và mình sẽ đi matching cùng với người lạ. Nhưng mà không ăn thì cũng như hôm qua là ngày đầu tiên, trận đầu tiên của mùa 9 solo với squad. Thì hôm nay trận đầu tiên mình đi auto matching với người lạ này. Đây này, mày đã xong đội tao mày. Bắn tao à này. Đấy thì trận đầu tiên mình auto matching với một người lạ. Đây thì mình cũng vừa có nghe giọng một bạn nữ anh em ạ. Bán hàng online hay on lủng gì đấy. Hơi ồn anh em ạ. Cái gì mà đang có đơn khách các thứ này, le khăn này. Thì sẽ bán cái khu nhảy của mình sẽ đưa các bạn ấy vào cảng anh em ạ. Tức là chị luôn chị đã kính này. Không biết là FPS màu đỏ. Mic bà lại hơi ồn anh em ạ. Khu cảng nghe vẻ là hơi đông. Thanh niên đang chạy qua đây này. Mình nghĩ tầm này chỉ là một con bot thôi. Đúng rồi, chỉ là con bot thôi. Xin cái mũ ba của bạn. Xin cái mũ ba của bạn luôn. Ủa ôi. Mic của bà số 3 này ồn quá anh em ạ. Trời ạ. Số 4 thì AFK. À thấy vào rồi này. Đi đâu vậy? Con mắt này. Có tiếng chân ở gần nữa. Có tiếng chân ở gần nữa. Dồn dập vào đây làm cái gì? Bên kia thì nghe vẻ là tầm 2 team đang bắn nhau anh em ạ. Chơi cùng với người lạ mà mic hơi ồn anh em đồng cảm. Trắng chèm mịn màng chết mẹ. Cái gì trắng chèm mịn màng thế? Bên này bắn nhau căng lắm anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ đẩy dần xa. Ngoài bo rồi, không bắn được thính rồi anh em ạ. Lát nữa vào chúng mình bắn sau. Đấy. Mấy thanh niên của đồng đội của team mình sang hết bên kia rồi. Ui giời ơi, nó bắn nhau này anh em. Mấy ông bên này bắn nhau căng, hơi căng anh em ạ. Được rồi. Để đây, chuyện căng thẳng thì cũng phải chết thôi. Có Linh ATM ở đây rồi. Cần hết anh em ạ. Xong rồi. Rồi. Mấy anh cạnh quyết đây, em không thể nào gọi được cho nó. À đây rồi, gần mình anh em ạ. Hơi gần. À, đây rồi, trong thùng. Nó cầm mấy nó vứt đây là để nó đi nét để em đứt. Trong thùng này, chạy làm sao được với mình. Còn một thằng nữa. Còn một tên nữa. Ôi giời ơi, nó lại dễ quá anh em ạ. Mấy thanh niên này như kiểu ngáo này. Không phải ngáo đâu anh em, nó cũng nghe hai tiếng của mình sang rồi. Mày. Anh tự biết rồi. Cái gì? Máu thì mình tặng đủ rồi. Vào nét, anh nhờ vào Facebook. Cái gì mà Facebook phê bùng thế? Chơi game thì không chơi. Ngồi đấy mà Facebook nhắn về máy vứt đầy tịt đéo vào được Facebook. Lại còn cái gì đéo vào được Facebook. Bà này vừa chơi game vừa còn chém gió với ai thôi. Còn mẹ vãi luôn. Ui giời, cái gì đây? Cái gì mà ịt con MVL thế? Trời ạ, đau xanh. Thanh niên người nào của mình một mình đẩy sang xong rồi văng luôn anh em ạ. Cày cú thiệt sự. Đây, hơi đông này. À, nhảy nhót à. Mình nghe hai tiếng bước chân. À, chạy à. Chạy đi đâu. Không có lỗi mà mình máu. Chứng tỏ là thanh niên này cũng nghe thấy mình ở trong này. Ra định ăn mình nhưng mà bạn ơi, bạn trêu với nhầm người rồi. Bây giờ thì mình đẩy lên này. Bạn trêu nhầm người rồi. Đang cứu nhau đúng không? Làm sao mà kịp nhả? Cứu nhau ở chỗ lộ thiên này. Làm sao mà kịp nhả? Hai bạn đèn lắm. Thơm luôn anh em ạ. Được. Ui. Thôi xong rồi. Thôi, đừng gạt mà. Thôi, em xin. Ui mày quá. Trời ơi, cứu. Hép. Help me. Trời ơi. Cứu. Đậu má cứ tưởng hết rồi. Thôi, ui nó công sang rồi. Nó công sang, bắn đi cậu ơi. Bắn. Nó công sang kìa. Kìa lót kìa, bắn. Đúng rồi. Trời ơi. Hay quá cậu ơi. Được thực sự luôn. Mày quá. Đồng đội một tới kịp anh ạ. Chị nữa là 12. Không là mình hẹo rồi. Không thở được. Ui, không thở được. Kiểu như là cứ chạy, em chạy không kịp luôn đấy. Đã làm gì mà không thở được rồi. Chạy đơn hàng anh em. Lần kia bán được rồi. Còn mình đi tiếp anh em ạ. Bình thường nha. Có tiếng trong thùng. À đi đâu vậy? Ngồi ke này. Làm sao mà kịp bắn mình. Ngồi ke mình anh em ạ.
Ô sao lại vẫn còn nhở? Đông thế nhở? Hơi đông anh em ạ. Đi 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 kiếm đồ tiếp anh em ơi. Không đi kiếm đồ nữa mà mình gọi là đi té. À, có tiếng có tiếng. Trên này anh em ơi, khu này đây đang combat thì phải. À, xe này, xe vất liềm xiềng này. À, đầu này có người luôn này. Có người luôn này. Có người ui. Chết tôi rồi. Lại bị lỗi rồi anh em ơi. Lỗi tiếng. Anh em nghe quả này bắn không? Bắn tắt 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 rồi. Đang ke nhau với bọn ở trong nhà. Không. Nào thò ra. Bạn cần thò ra thôi. Việc giết bạn cứ để mình lo. Một viên ca thôi. Đảm bảo bạn phê gọi là tới nóc luôn. Mình công vào luôn anh em ạ. À thò kìa. Nào. Thò ra này. Một viên ca. Yếu rồi. Yếu lắm rồi. Rồi bạn đen rồi. Cuộc đời bạn coi như thế là chấm dứt rồi. Nào hello bác tài. Hello bác tài. Trời ơi. Cuộc đời bạn chấm dứt rồi. Bắn như vậy thì làm sao mà né được. Trận này mình chơi battle giảm thanh anh em ạ. Có một thằng chạy vào này. Chạy đi đâu? Đi đâu con sâu? Thơm ngon luôn anh em ạ. Đi tiếp các cậu ơi. Lên xe nào. Lên xe đi các cậu ơi. Ta cùng đi rồi trốn xa xôi. Let's go. Đi tìm người tiếp anh em ạ. Ơ, có người này. Bắn. Ơ, hai con kỳ lân này. Đằng sau bắn. Đằng sau có người cậu ơi. Từ từ. Trong nhà có người này. À, định rình dập à? Rình dập ai? Nào, tính. Rình dập ai? Clear team này. À, thằng kia khèo. Đó phộng. Úi ôi, đau chưa? Đau chưa? Mình thấy thanh niên kia bị... Thằng kia bị một viên ở đầu rồi. Lên xe. Đuổi nó luôn này. Let's go. Đi lần nó luôn này. Thằng này chạy rồi. Lên xe nào. Come on. Đâu rồi? Đi một vòng hoài không thấy anh em ạ. Trời ơi, thằng này chạy một mạch đi đâu không biết. Nếu lên xứng thì còn ngon mà không. Vào khu này chăng? Khó không? Dễ cũng dễ nhỉ. Cái gì mà dễ mới khó gì ở đây? Trời ạ. Cái gì mà dễ? Cái... Ui. What the hell? Cái điếu gì xảy ra vậy? Sao lại nằm ở đây bạn? Vai trưởng anh em ạ. Ô, vô lý thực sự. Nó nằm ở đây luôn. Vai thật. Thế mà mình đứng từ nãy giờ mình đứng mình đảo đảo nó không thèm bắn mình. À chắc tại thằng này thấy đông anh em ạ. Lên nào nó không dám bắn. Khổ thanh niên. Cuối cùng thì vẫn bị mình nhìn thấy. Đi thôi. Let's go. Người lạ đi theo mình gọi là chỉ việc ngồi trên xe thôi. Đi nào. Có cái thính kìa. Đổi tạm cái xe anh em ạ. Có thánh gọi là Wrecking Boy. Trộm chó. À đây rồi. Trộm chó vừa phi qua đây à? Sao xe vất đây? Ê, người đâu? Ô, người đâu ta? À đây rồi. Wrecking Boy này. Wrecking Boy này. Quay làm sao kịp với mình. Lên xe đi tiếp các cậu ơi. Ôi thanh niên. Mình vừa thấy cái đoạn ở đầu trên. Mình thấy nó phóng qua buồn cười vãi đái anh em ạ. Là thôi. Thanh niên này đen rồi. Ông này hơi đen. Nào lên xe nào. Người lạ của mình gọi là chỉ đi theo ngồi cho đủ chỗ thôi. Còn anh em thấy không? Mình vừa kiêm gọi là tài xế, vừa kiêm bắn. Trời ạ, 16 kill rồi. Người lạ của mình gần như là không ăn được cái gì cả. Gọi là chỉ ngồi trên xe cho đủ thôi. Ta cùng kiếm gọi là đi săn người tiếp anh em ạ. Cộng luôn. Được thực sự. Lượn gọi mình cứ lượn ngoài vòng đánh Việt bo một tí. Enemy giờ hẹp. Cái gì vậy? À, có người này. À, được thực sự anh em ơi. Ui, càng. À, mấy cậu định căng à? À, nào căng à? Căng với tôi này. Lại thì căng này, lốc một này. Này thì căng này. Từ từ được rồi. Lốc 2 rồi, đồng đội lốc 1 rồi. Đến từ từ.
xuống ngay để mình lên mình cho thằng này tặng cho bạn quả lết này, mình công lên luôn anh em ạ. Nào bây giờ chơi đây, mình đang cứ bị mạnh đấy. Nào bơi vào đây. Trời ạ, Groza á, Groza chỉ là tuổi gọi là tuổi con tôm thôi. Gạt một thanh niên cho được việc. Đây, còn một thằng nữa anh em ạ. Đâu rồi? Ô, vậy là không có bạn rồi, mấy thanh niên không có bạn rồi anh em ạ. Bò kìa, lúc nha lúc nhúc này là gạt xong cả ba thanh niên. Hổ báo cáo trồn à, hổ báo chỉ để lột da thôi. Bộ sư tử búp sức mạnh đấy anh em. Bò kìa, để chuẩn bị té thôi. Từ xem nút ít đồ đã anh em. Thôi không nút đồ thì tầm này nữa, lên xe nào. Bò đau lắm. Thôi xong rồi. Thanh niên số gọi là bạn nữ ghê hẹo rồi. Không cứu được rồi. Chia buồn cùng bạn. Thôi phải chát lên đã. Không cứu được. Quả đấy thì không cứu được anh em ạ. Bò bé quá rồi. Cứu okay. Thì bọn mình cũng chết thôi. I'm really sorry. Đổi cái giáp. Mình lấy cái giáp thôi bạn ơi. Người lạ ơi. Thanh niên kia lấy giáp rồi. Mình lấy mũ. Làm bình nước uống cho đỡ sợ anh em ạ. Tầm này sợ lắm. Nào lên xe nào. Ui tịch bệnh. Đau. Căng thế. Trời ơi. Uống bình nước thôi mà căng thẳng thế nhở. Tịch bệnh các bạn luôn. Uống bình nước mà nó vẩy cho mình viên ca mọi người. May mà vừa được gọi là đổi cái mũ đấy. Không là nó không bắn vào mình, vừa đổi được cái mũ nó không bắn vào cái mũ đấy, không là toang. Mỗi cái mũ để đội cho đỡ sợ thôi. Còn nước không bạn ơi, mình xin bình nước bạn ơi. Mình chỉ còn ống tiêm thôi. Lên xe à, đâu quên đưa nước lên bạn này. Rồi đi thôi. Let's go, đi luôn. Bên kia đang bắn nhau kìa. Let's công thằng đấy luôn, ăn mạng anh em ạ. Đấy, người lạ như này là tuyệt vời này. Cứ chỉ cần ra ký ám hiệu phát là đi theo luôn. Đây có xe. Chú bắn này. Bắn bỏ mẹ đi cậu ơi. À xe chạy ngang. Trong nhà có tiếng. À như vậy là thằng này khác team mình em ạ. Trong nhà đây rồi. Lục cọc. Nào hello bác tài. Hello anh trai. Hello baby. Nào bác tài ơi. Bác tài làm gì này. Trời ơi, bác tài đen lắm. Vừa là bên đầu bên lạnh có tiếng súng nữa. Nó hơi xa anh em ạ. Bác tài à. Nào. Đấy vẫn bắn nhau kìa. À đây rồi, thấy rồi. Nào. Chạy này, một viên. Úi giời ơi. Làm viên nữa này. Rồi. Đi cậu ơi, đi. Đi. Mình bắn nó một viên rồi. Let's go. Công sang luôn anh em ạ. Công sang luôn. Thế gọi là những cái pha gọi là mãn con mẹ nó nhãn anh em ạ. Lên xe là bắt tài. Đấy, anh em thấy không? Chơi với người lạ như này mới vui này, mới gọi là thích. Tại vì mình cần người hiểu ý mà. Lên là... Ủa, căng đấy. Ủa, tục. Căng. À, các cậu căng hay ai? À, xe vất dưới này à? Rồi các cậu căng à? Các cậu thích căng à? Nào. Các cậu căng hộ mình cái. Mù mắt. hơi fail, lỗi kỹ thuật anh em ạ. Hơi lỗi tí thôi. Bọn chồng bo rồi. À, các cậu thích căng với mình à? Nào ngoan bơi ra đây. Các cậu xuống đây xem mình có vặt lông các bạn không. Bắn. À, áo đen à. À, đẩy xuống à. Nào đẩy đi. Nào. Đẩy. Mày thì đẩy này. Nốc 1. Đẩy à. Đẩy vào, đẩy có mà đẩy vào nồi anh em ạ. Từ đã. Công lên anh em ạ. Từ. Nào, đi lên luôn. Tầm này là lên là hợp lý này. Ông ơi, lên với tôi này. Ui bom. Đổi sang cái Z dot cho à. Đổi sang cái Z dot. Định mệnh bạn luôn, nốc 2. Công lên đi. À nó ở gần rồi. Ở gần, hơi gần. Từ, mình bơm máu đó bạn ơi. Từ, củ tư.
hết sức bình tĩnh, tiếng chân ở bên trên rồi. Đâu rồi? Đang làm gì? Đang làm gì? Cứu nhau này. Còn một tên nữa thôi, còn một tên nữa thôi. Đâu rồi? À, dám cứu nhau à? À đây rồi. Dám cứu nhau này. Lì này. Vậy là clear. Quá đẹp. Úi giời. À thằng cuối cùng. Đây rồi, thằng cuối cùng. Áo. Quả ca này. 7k này. Úi giời. Ui. Quả cuối. Ui, nó lại cứ gọi là siêu con mẹ nó phẩm anh em ạ. Ui, 7 quả xiên tán cây. Headshot thanh niên. Ui, thanh niên còn lạy mình này. Ui vãi. Thanh niên này lạy. Ui, mình ăn đến 23 mạng. Chả lạy. Nhìn này, anh em nhìn thanh niên này lạy mình này. Đây người ta gọi là cánh tim khiến người lạ phải lạy luôn anh em ạ. Ai trưởng. Ok, như vậy là mình cũng hoàn thành xong một trận đấu top 1 trà trộn của mấy người lạ và giành tận 23 kill anh em ạ. Người lạ của mình chả cần phải làm gì, thế là được top 1 rồi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.